có nhiều loại bùa ngải khác nhau, nhưng đều là cách mà các pháp sư sai khiến các vong hồn để đi làm hay thực hiện những gì mà họ yêu cầu. Để luyện bùa ngải, trước tiên các pháp sư phải có khả năng nhìn thấy các vong hồn để đạt được cảnh giới cao nhất và khai mở được luân xa số 7. Họ cắt đầu trinh nữ đã khuất mang về đặt lên bàn thờ để luyện, hoặc uống máu người mới chết để có thể thông được đôi mắt âm dương, và phải thường xuyên ngồi ngoài nghĩa địa vào giữa đêm cho đến khi âm dương tương tác, thì lúc ấy ma xó mới thiên và gia chủ cầu may là được may. Nghe được tiếng nói của các vong hồn chưa siêu thoát là những bài học cơ bản nhất để có thể trở thành một pháp sư giỏi. Sau khi đã đạt cảnh giới cơ bản của mỗi pháp sư, họ bắt đầu tìm cho mình một xác chết thai nhi đã được ướp còn nguyên vẹn và bắt đầu công việc luyện nuôi vong ma xó để giữ nhà và sai khiến. Để luyện thành công một con ma xó, phải tìm được xác thai nhi còn nguyên vẹn và bắt đầu nuôi vong. Họ tin rằng các hồn ma trẻ nhỏ linh thiêng và có thể bảo vệ cho cả gia đình khỏi những hiểm nguy đe dọa. Tinh thần trong sáng của đứa bé kết hợp chú thuật và thần lực của các vị tổ, thông qua việc tế luyện công phu của pháp sư, sẽ cho ra đời một tiểu quỷ có nhiều khả năng đặc biệt. Bởi vì họ cúng cho các vong linh ăn mỗi ngày, đọc thần chú hoặc yểm bùa để các vong linh buộc phải tuân theo khẩu lệnh thần chú của họ mỗi khi cần triệu hồi để làm một việc gì đó. Việc luyện và nuôi vong một con ma xó để sai khiến sẽ cho kết quả đạt mục đích nhanh hơn so với những phương pháp sử dụng bùa chú thông thường, và khách hàng thường sẽ hài lòng hơn. Khi ai đó đến xin bùa mong đạt được mục đích của mình, thực chất là điều động vong linh đi theo để gia hộ cho thân chủ. Những vong linh này sẽ làm theo những lời sai khiến do pháp sư niệm chú để thực hiện đúng ý đồ. Chúng sẽ tác động đến thần thức hay những người xung quanh chúng ta để chúng ta có thể đạt được mục đích của mình một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Thậm chí có thể xui khiến làm thiệt mạng đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta. Ở Việt Nam, phong tục nuôi ma xó của các pháp sư hoặc những người có khả năng tâm linh chỉ để giữ nhà, giữ vườn khỏi kẻ trộm, và bàn thờ rất đơn giản, sơ sài, chỉ với lư hương và vài cây nhang. Thỉnh thoảng cũng có cúng ít bánh trái, và những vong ma xó này chỉ là những vong linh vất vưởng, không nơi nương tựa. Theo quan niệm của người Thái thì gian giữa, góc đầu của ngôi nhà chính là vị trí quan trọng và linh thiêng nhất. Vì vậy, đây cũng chính là nơi ma xó được thờ, và không phải ai cũng có thể lại gần được. Ma đàn ông, ma canh nhà hay ma giữ nhà đều là những tên gọi khác của ma xó. Tuy gọi là ma, nhưng thực chất đây lại là những người thân đã mất. Với người Thái, khi người trong nhà chết thì sẽ trở thành ma về trong nôm nhà cửa con cháu. Do đó, thờ ma canh nhà chính là sự thể hiện tôn kính với tổ tiên. Nhưng không biết từ khi nào và bắt nguồn từ đâu, hay từ ma xó đã trở thành cái tên gọi chung của tập tục này. Không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ, phù hộ con cháu mạnh khỏe, mà với người dân nơi đây, ma xó còn giúp họ xua đuổi khi ma cà rồng, ma rừng về làm điều ác. Họ cho rằng lượng ma của một nhà nhiều hay ít phụ thuộc vào số người chết trong gia đình. Giới tu luyện bùa ngải truyền tai nhau rằng nếu ai luyện được thiên linh cái, có thể thực hiện mọi ý đồ của mình, thậm chí là hô mưa, gọi gió, tàng hình, độn thổ, giúp người này hút tiền quả, bảo vệ gia tài, phá đối thủ trong làm ăn buôn bán như gây bệnh, gặp nạn. Theo một số nhà huyền thuật, thiên linh cái là dạng bùa ngải độc ác nhất trong các dạng bùa ngải. Thiên linh cái gọi là quỷ linh nhi, dùng xác thai nhi để luyện. Còn có loại thiên linh cái là dùng đầu cô gái đồng trinh mà luyện. Và người thầy bùa phải cao tay lắm mới luyện được, nếu không sẽ bị nó vật đến chết. Đây là hình thức thỏa hiệp với vong hồn người chết. Để được vong hồn này giúp đỡ thì người này phải yêu thương, chăm sóc chúng. Loại bùa này được biết đến với chức năng thám tử, tức là thu thập tin tức từ nơi mà người sử dụng muốn biết. Cao hơn có thể xui khiến vong hồn đoạt mạng đối thủ. Có trường phái chỉ cần thuyên luyện kêu gọi vong hồn, nhưng cũng có trường phái phải thông qua công cụ để giữ vong hồn đó
chính là chiếc sọ người chết. Thiên Ninh Cái bằng Hài Nhi, hay có tên gọi Kuma Thông, xuất phát từ Thái Lan. Ông thầy phải tìm xác chết một người phụ nữ đang có mang và mới chết được 21 ngày, tiến hành lễ vái để xin phép người phụ nữ mổ bụng lấy đứa bé rồi xé xác. Khi xác khô, ông thầy dùng vải quấn lại và phủ một lớp sơn mài, sau đó dát bằng vàng lá rồi để lên bàn thờ. Thực ra, linh hồn đứa bé vẫn còn trong sáng, một âm binh mới chưa có nhiều năng lực, nhưng qua thời gian bị các thầy pháp sai khiến làm những việc xấu xa theo ý muốn của họ. Khi luyện thiên linh cái, phải tránh sấm sét và phải ngay bên cạnh dòng nước chảy. Kẻ luyện phải lập tức làm đàn, chiêu hồn người đã khuất mặt, đem về nhà mà thờ phụng nhang khói đều đặn. Hơn nữa, người luyện thiên linh không bao giờ có vợ được, bởi khi lấy vợ thì lập tức sẽ bị thiên linh bẻ cổ hay vật hộc máu chết ngay. Sau một thời gian, vong thai nhi được luyện đến mức có thể đi lại giữa âm giới và dương gian. Nhờ được luyện mà nó có những quyền phép vô biên, đi ra ngoài luật luân thường của tạo hóa. Trên thực tế, rất khó tìm được xác chết một người phụ nữ đang có mang và mới chết được 21 ngày. Nên các thầy thường dụ các cô gái để lừa gạt và giết họ, đảm bảo thời gian đề ra. Cách thứ hai là luyện thiên linh cái bằng cô gái đồng trinh. Để luyện nó, cần có xác một cô gái còn đồng trinh. Ngoài việc lập trang thờ nạn nhân, hàng ngày còn cúng cơm ba bữa. Trong thực tế, rất ít người dám luyện thiên linh cái này vì khó tìm được xác nữ đồng trinh vừa qua đời. Thứ hai, ngày đêm phải sống gắn bó với ma quỷ. Còn giết người lấy xác có thể dẫn đến hậu quả hồn ma báo oán, làm cho tan cửa nát nhà, tù tội. Thứ ba, trong luyện bùa còn phải biết các câu thần chú để đọc hàng đêm. Bùa thiên linh cái được nhiều người tìm cách sở hữu, mua với giá cao. Nhiều người có tiền trong xã hội mang trong mình sự cuồng tín, luôn tin nếu có được những thứ bùa ấy có thể biến hung thành cát và mọi việc hanh thông. Vẫn có những người tin vào sức mạnh siêu nhiên vượt ra sự luân chuyển của tam giới khi luyện thiên linh cái, và ham muốn ấy đã phần nào tạo ra những tội ác mà không thể tha thứ được. Ông Nguyễn Chu Phát, trưởng bộ môn cận tâm lý, Viện Nghiên cứu Tiềm năng con người cho biết, chuyện bùa ngải là có thật. Chuyện thiên linh cái tôi cũng nghe qua, nhưng đây là thứ bùa mà cách luyện thật giả mang. Việc luyện bùa này gắn liền với tội ác mà chúng ta phải lên án. Ở Đồng Tháp, từng xảy ra vụ giết người hàng loạt gây chấn động dư luận cả nước, xuất phát từ việc luyện loại bùa này. Ông Phạm Văn Tuấn, hay còn gọi là Hai Tưng, được mọi người tin tưởng vì bốc thuốc không lấy tiền. Nhưng không ngờ, ông thầy bùa ấy đang mộng luyện thành bùa phép thiên linh cái bằng cách giết người lấy sọ. Kẻ thù ác đã phải đền tội, nhưng nỗi đau đến nay vẫn còn đó. Mới đây, câu chuyện của thầy Hai Tưng lại trở thành tâm điểm của mạng xã hội khi bộ phim kinh dị Thiên Linh Cái với những hình ảnh sùng rợn và đầy ám ảnh. Nhiều người cứ theo lời người này người kia mà chơi ngải và nuôi vong, mà không biết rõ tác hại, nguy hiểm và hậu quả của việc này như thế nào. Việc nuôi vong hay chơi ngải của các pháp sư đều có hại về sau. Vì đến một lúc nào đó, pháp lực yếu đi hoặc sức khỏe kém sẽ bị chính các vong linh đó phản lại tác dụng, và thậm chí sẽ bị chiếm hữu thân xác, hay còn gọi là hiện tượng nhập xác. Chính những người khách được các pháp sư triển khai những loại hình này cũng bị những điều tương tự, và đó cũng chính là kết quả của quy luật nhân quả mà ra. Có những người dùng loại bùa ngải có tác dụng nghịch, tức là thay vì hút những cái hên thì loại bùa ngải này sẽ hút những cái xui cho người đó. Người trúng bùa ngải có thể bị ngớ ngẩn, bệnh hoạn, thậm chí là chết. Dù lý do có thế nào thì việc sử dụng bùa ngải chẳng có gì tốt đẹp, mà chỉ là tạo thêm một vòng luân hồi của thù oán. Cho nên, thay vì cố gắng đi xin bùa, ta hãy sống bằng năng lực của chính mình và biết chấp nhận, vui vẻ với những gì mình có, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc đời. Nhiệm vụ của mỗi con người chúng ta khi sống đó là liên tục tạo phúc và tiêu trừ nghiệp quả của mình.